là uống trà mà tại con không rảnh chứ, nếu mà Dạ. con mà không làm thì chắc thế nào không chạy lên này. Đang 14, Dạ. nó nóng với đồ ăn các quý vị. Đây là tình nghĩa, Dạ. quý vị đi Thầy làm đừng có lo cho con. Thầy đừng chứ có thầy lo. không có nịnh hót, không có No, mua chuộc đâu, thầy. ai cũng vậy hồi Thầy xưa. đừng có lo cho tụi con. Dạ, thầy lo cho thầy đi, thầy đừng có lo gì cho tụi con Rồi hết á. sáng đi chích ngừa xong rồi cũng mừng. Giờ ở tay thầy, thầy nó ok Không gì. không? Nhưng mà mai á, Mai ngày mai á, Ủa vậy? ô gia ngày mai là tối thầy tối thấy nó ngày mai hơi á là con bảo ổng thầy là chỗ này là nó thầy cứng thấy nhắc luôn á. nó hơi nặng nặng á. Ủa vậy sao? Dạ, cái thầy Căng lấy lắm à? hai viên thầy giờ nào thầy uống chưa? Con chết hai bữa Vậy rồi. vậy uống tới năm ba liền rồi. Thầy uống rồi hả? Đúng Tức rồi. là thầy để nhất thầy uống đau nhất khi thầy uống là nó phang thuốc là Giờ sao? này cái làm luôn tới giờ này đâu thấy nhức nhối gì đâu, đâu nhớ làm thì gì nói thôi chiều muộn quá làm sớm về làm luôn, làm nó đi gửi hai Đúng ba rồi thùng nè. đồ hai ba Đúng thùng rồi. đồ cho Phật tử nó xa nữa. Bây giờ không phải mà nói tốt, có nhiều Phật tử cũng hơi quý, họ nói không phải tụi con đài đọa thầy nhưng mà nói để cho thầy thương à. Sao tụi con ăn đồ ăn thầy gia đình mạnh khỏe thành thật tạo nghiệp rồi chủ tiệm cũng chủ tiệm neo chú bên đây chú nè rồi mấy Phật tử tháng sau là tôi có khách nguyên tháng ạ à. Tới bắt đầu mùng chín là khách cứ liên tục Ồ là khách khách về mấy để Phật thăm tử thầy dạ á hả? cứ cứ tuần cuối tuần là có gì ở luôn chơi một hai tuần Là bên tiểu bang ở bên em qua đây hả có ta? người canh sát cho người ở Cali. Ủa hồi nãy con nghe nghe thầy nói gì quốc tịch đó thầy chi thi chưa? Tới rồi mà đâu có thi đâu. Là nó gửi giấy gì cho thầy chưa? Không, chưa dám ghi danh. Chưa Ủa? dám nộp đơn, tại vì có học tiếng nào đâu. Con đường nào lâu con thấy trên mạng con thấy thầy học thầy nói thầy thi học thi quốc tịch là con Không, không có bữa bữa gì hết luôn. Chứ nó khó quá thầy ơi. Cái tuổi mình bây giờ nó không có hay chứ hồi trẻ thấy không? Những cái kinh sách đó thì tôi học tôi có quên tới giờ thôi thì giờ chịu thua giờ đọc đi đọc lại rồi về dòm tới học luôn mấy không mấy nhớ bữa trước mà cái bà phó tổng thống đó thầy mà con học 3 ngày liền con không nhớ vô trong cái đầu con luôn á thầy không nhớ vô nổi luôn á trời ơi mà con buồn ơi là con buồn con ở Mỹ 21 năm rồi mà con nói sao mà con xô đâm mà con ngu quá tự con khóc cho bản thân của con Không, luôn cái tuổi của mình nó vậy thôi mà chứ bữa nay thì tạm tạm nhớ được tạm tạm ổn cái tên của thì, bả mà xong tham cái phần á nếu tuổi trẻ bởi vậy cho nên nó nếu tuổi trẻ không học già thì thua. Thật ra tôi nhờ cái nhớ dai là nhờ hồi nhỏ học hồi đó sư phụ mắc ngày nào cũng học cũng đoạn đoạn vậy đó Dạ. thành ra nhớ luôn cái gì nhớ nó không quên mà bây giờ cái ví dụ như bây giờ giờ tôi đang tập một chuyện nè tập những cái gì mà nó qua rồi nó đau khổ buồn buồn bã không nhớ đó. Nó hay nếu mình được cái đó còn con người chúng sanh mình nó hay có cái nghiệp là cứ nhớ cái chuyện mà đau khổ để mà mình hận thù còn bây giờ thí dụ mình nhớ được cái chuyện vui nhớ chuyện ân chuyện nghĩa là cái phước mình đang đi lên á còn mình mà ngồi mình nhớ để mình đau khổ mình hiềm khích mình hận thù là cái phước mình nó đang giảm phải không nên tôi tập dữ lắm tập tập thành ra giờ thôi nhìn tới nhìn lui thầy trò mình cũng may mắn hơn người ta nhiều quá chứ nhìn lên nó biết bao nhiêu người nhìn xuống biết bao nhiêu người khổ không à, ví dụ như thầy mới vừa giảng thấy không à, Đức Phật nói dạy có 9 cái điều mà trên thế gian này mà hiếm khôi á thứ nhất là được thân người á con sáng con ngày ngang với cả ngày được thân con người coi cái con bài là giảng mấy con đẻ ông nghe con coi cái bài gì vụ con coi cái nghe bài giảng mà thầy giảng về mà kinh ma cực mà về Di và Di Ma Cực mà về cõi Tây Phương ao ao sen á mà thầy khóc tự nhiên con làm cái con nghe thầy khóc cái con cũng nghẹn ngào luôn vậy đó không tôi Bồ thì Tát. Thì có cái tật cái nóng nảy chưa thì bỏ đó, được cái con nhưng mà coi thật con lòng đối với cái giáo pháp của Phật á tôi kính trọng một lần lắm nhiều khi giảng tới nó tự động xúc động à con người nghe thì tàn mà lại thì đó con nói nhiều nói là thầy này nọ với con thấy con nghe pháp của thầy á có nhiều khi á thầy hiền quá trời luôn thầy dạy giáo lý bởi cho nên nhiều khi nghe rồi mình học mình giảng rồi dạ, mình được thương rồi, mình thương mình nhiều khi tại sao mình lầm lẫn mình lầm lạc mình gọi là kiêu căng si mê lầm lạc mình cũng tự thương mình chứ thôi thì
nó trẻ mà nó hùng hồn rồi chứ là tới ngày già nó cũng trầm lặng à. Mà như thầy, thầy giảng cái kinh mà Di Ma Cà là kinh đó là của thầy Đức Phật, là kinh đó là để mình mới dẫn tới con đường mình tìm hiểu, để mình hiểu rõ về cái đạo lý của ông thầy. Đi đúng đường. Cái đó là nói về đại diện cho hàng cư sĩ Bồ Tát tại gia. Vì như phải cạc lão cư sĩ, nhưng mà thật ra thì nói về tinh thần đại thừa thôi, chứ còn nếu như tinh thần Phật giáo gốc á thì không có nhắc tới. Nhưng mà khi Phật giáo phát triển để nói lên cái pháp, cái gọi là bất tư nghì của một cái con người á, thì trong đó không phải là hàng xuất gia mới bất tư nghì, mà trong đó kể cả hàng tại gia đại diện cho Di Ma Cật. Thành ra cái hay của Phật giáo phát triển đó, thấy không? Ông Di Ma Cật thì tượng trưng cho cư sĩ nam người già. Kinh Thắng Mang thì tượng trưng cho nữ cư sĩ Phật tử. Kinh Thiện Đại Đồng Tử tượng trưng cho trẻ đó, để nói là cái tinh thần Phật giáo nhập thế. Thành ra nếu nói là Di Ma Cật có thì cũng không phải trốn có, mà không cũng không được nói không. Tại vì đây là một cái triết lý sâu sắc. Tại vì nghe trong đó cái triết lý sâu lắm, ví dụ như cuối cùng cái cõi tịnh độ ở đâu? Tịnh độ ngay chỗ tâm tư của mình thôi. Nếu mình an lành, mình vượt qua được những cái hầm hố trong gai là tịnh độ, chứ đâu có mong đợi hy vọng trong trời. Anh chàng này cũng cứng đầu lắm á thầy. Mà được duyên lành sao mà nghe pháp của thầy mà thích lắm. Nhiều khi về tối anh làm mệt rồi mà anh vẫn mở lên anh nghe thầy giảng. Là thầy giảng là nói chung chừng, lớn tiếng giống như anh vậy đó, người thẳng thắn chung chừng có sao nói vậy. Đúng, tại vì mình nếu mà mình đã theo tìm con đường giải thoát hay là học về giáo lý của Phật là mình phải biết rõ, phải không, đúng không thầy? Mình phải biết rõ mình đi, chứ đâu có đi lòng vòng như con thấy bây giờ. Nói như thầy nói, con nói luôn, nhiều khi con cũng bất mãn lắm. Thực tế ra mà nhìn qua nhìn lại á, toàn là nếu mà nói gì nói kinh thì dân. Con xin sám hối, chứ thật tình ra con thấy những cái chùa mà lớn làm lên cho đó Phật to Phật lớn rồi đại khái vòng là cũng là con thấy toàn là giống như kinh doanh thôi. Thứ nhất mà cứ đi vòng vậy đó, rồi cứ vía Quan Âm rồi lại Di Đà Du Lan cứ vòng cứ tổ chức không vậy, rồi cái thấy con thấy nó không có đi tới đâu hết, rồi không có đem cái giáo lý sâu sắc cho đó. Thành thử nó gạt bây giờ khó lắm đó. Tại vì cái giống như cái thời này mình theo như chia sẻ là chạy theo cái vật chất nhiều hơn. Mà hãy nhớ thí dụ như cái gì nó lên thì cái kia nó xuống. Mà đạo đức nó lên thì vật chất nó chiều xuống, mà vật chất nó lên thì đạo đức nó nhận xuống. Rồi xong cái là cứ gần nát nhát cái lo thỉnh với thầy mỗi ngày gì cho thiệt, rồi đăng cái tụng nó là siêu rồi đó, chưa chắc. Đó, tôi nói dụ hôm mấy nay thì kể câu chuyện cái ông ở Sách Ra Minh Thô, thì kể mấy lần rồi nhớ không? Ông tin tưởng hết sức, tin tưởng Phật Pháp, đi chùa nào cũng đi, quý thầy hướng dẫn cái gì cũng cúng dường hết trơn, tới thì người anh bệnh ung thư. Tôi kể đó. Ông chỉ xin quý thầy giúp cho một chuyện một thôi, chỉ sang bớt cái tuổi thôi. Trời ơi, tới thì là không được đó nghe. Ông rinh từng Phật động dục hết trơn, rồi ông không tin tưởng nữa. Nhưng mà mình nói ngay đây là nó hai cái việc. Thứ nhất là tại vì anh không học trường học giáo lý đàng hoàng. Thứ hai là mấy thầy không dạy căn bản đàng hoàng. Cho nên vô tình hai cái làm mất cái lòng tin nữa không? Bởi con nói khi mà trợ niệm đó, cho những người ấy là mình khơi dạy, nhiều khi cái tầm thức của người ta quên. Rồi người ta mê, mình có thể là nhắc nhở lại để cho người ta nhớ lại, phải không thầy? Chứ mình đâu có mà thật ra tôi thực hiện á, cái thiệt sự nói nữa, cái lúc đó cũng không nhớ nổi nữa. Bây giờ cái quan trọng cái lúc sống rồi nè, lúc sống này quý vị ráng vững cái tâm quý vị đi, quán chiếu vô thường vô ngã khổ bất tịnh, quán cho kỹ đi, rồi tới thì con người tự động sanh già bệnh chết thành trụ hoại không có là mình. Lúc đó cho nên tôi nói hoài á, tôi chết nữa là không có lòng nó ma, không cầu nguyện, không còn gì vậy á. Sao bà cái ý cái... con giống thầy á. Con khỏi cái xác con về chùa. No. Đốt đi thôi, dục đau dục. Dạ. Dạ đi. Con thấy con nói thiệt với thầy á, nói xin lỗi. Nhiều khi đem về chùa kẻ trọng người khinh.
người ta ở mình đó. Ở quê nó còn đỡ thầy đỡ lời cho nghe, chứ còn bây giờ thôi thầy đỡ lời cho. Ở bên Cali với một số chùa chứ tôi không nói hết nghe, rồi để hình cũng phải gửi tiền. Dạ, thầy đó đó rồi á, muốn nói vậy. Nếu mà gia đình mà tới thường cúng dường á thì để ra, rồi không có thuộc vô mà có nhiêu đó thôi nó phiền não. Thầy con nói như vậy chứ con thấy nó phiền não rồi. Ví dụ như rồi coi rồi trọng người này khinh người kia, kẻ nào có tiền thì trọng, kẻ nào không có, bởi con thấy nó phức tạp lắm, thấy nó không có được thanh tịnh. Tất cả gì cái đồng tiền đó là làm mờ nhân tánh. Con nói với lại Minh Thận á, mà lỡ vô thường mà con đi trước á thì đem con á, để con ước làm sao mà con ngủ đêm sáng cái con đi nhẹ nhàng rồi cái bắt đầu đưa con vô nhà hoàng, khỏi có làm funeral home, đưa qua bên nhà thiêu luôn, rồi thiêu xong á rồi lấy một chút xíu thôi bỏ một cái hũ đem về tại nhà con có bàn thờ Tam Bảo á thầy, để chút xíu á, để cho con của con nó tưởng nhớ là mẹ mình chết rồi, cũng thiêu còn chút để đây, còn bao nhiêu là đem ra biển thải hết. Mà quý vị muốn làm gì đó phải học, phải học Phật cho vững mới được. Dạ. Học Phật cho vững rồi lòng tin, gọi là phải kiên cố tin chính mình thì mới chịu vượt qua nổi. Ồ. Chứ không khéo cái miệng thế gian á, quý vị không chịu nổi. Bởi vì chồng nói, còn vợ. Con không khéo ở Mỹ, con không khéo. Thế gian là sao vậy? Nó nói, sao chết mà không có làm đám này nọ rồi đó. Rồi nói, với chồng thì cũng bị chửi, vợ cũng bị tên tôi tùm lâu mới thân. Nói là đám ma mà xong có một người thầy, nên là không được đi về chùa, thiếu phước rồi vậy. Đâu, con không khéo đâu thầy ơi. Giống như quý vị tới đây nói vui nà sáng ông Đao đó, tôi có người hỏi rồi đó ông nói vậy biết rồi, cái ông Đao đó không biết cái gì nên cái này hai vợ chồng nó quý ông thầy hồi lúc thầy khỏi đó là kia nọ ông Đao đó, họ cũng nghe nhưng mà không sao. Con đâu mắc mới gì con sợ lại. Bây giờ cái điều mà tôi khuyên á, giờ tôi coi quý vị với người nhà thì giờ đã làm sao lúc sống rồi nè. Dạ. Chồng vợ thương yêu nhau. Dạ. Thủy chung. Dạ. Đã có con cái lớn rồi thì giờ tất cả khi sinh cho con cái. Dạ. Hiếu thảo với cha mẹ bên chồng cũng như bên vợ. Dạ. Rồi tập ăn chay. Rồi cứ sống cuộc đời cho nó trong sạch vậy. Dạ, vậy thôi. Nhà. Không. Còn rảnh thì đi chùa, yeah. Còn bận quá thì thôi cũng không sao, miễn là học đạo, yeah. Rảnh thì cứ đi, thì chuyện đó đi làm phước, đi gieo duyên cũng không sao. Thì nhà con cũng có cái phòng cũng nghiêm trang lắm. Để con đưa cái hình... Con cũng... Sáng nay có mấy vị bên Pháp, mấy sư cô, hồi lúc đang đi chích xong rồi, có chú Đan đó, cái... Đây, các con thẳng Tam Bảo nhà con đây nè. Ờ, thế. Để đeo kiến ngồi đi, trời ơi, con mắt ngọn nha, bệnh con vậy nè, thì bên đây nó thấy hai cái dền vậy nè, hai cái giống như... Thầy có uống phít ôi không? Cũng có đó, nhưng mà tại vô thì cãi, chắc thì kiếp trước cũng hay lìa lướt hay quýt người ta nhiều quá cho nên... Thân tam con bệnh đau, con nói chắc kiếp chứ sắc xanh chắc là gì? Cái gì cũng vậy à, mình... Dạ. Ồ, vậy đẹp quá nè. Đó, cái bàn thờ Tam Bảo nhà con đó thầy. Dạ. Dạ, con thờ Phật đó. Rồi. À, nó quý quá, đẹp quá rồi đó. Thấy mà... Đó. Dưới có cái thằng lúa giả hả? Dạ. Giống như bữa trưa như qua năm hả? Dạ đúng rồi đó thầy. Ừ. Nó bên con thờ ba con là bên này. Dạ. Dạ bằng bên này còn này chính giữa là con thờ Phật. Dạ. Đức là Đức Di Đà. Thầy Di Đà bổn sư là một hả? Dạ. Không có phân biệt cái đó, thầy giảng là thằng bên Đức là Đức Di Đà, bên Địa Tạng, bên Quan Âm. Bữa nào mà đầy đủ duyên lành đó thầy. Cái này là chụp. Chụp thì con chụp ở ngoài chụp vô. Chụp ở ngoài chụp vô. Nếu mà ngồi trong á là... Đức Quan Âm ngồi phía nào? Quan Âm ngồi... Quan Âm là bên phải. Bên trái chứ. Bên trái. Nếu ngoài là có nghe là đức trung tôn ở giữa đi, bất cứ đức nào, Đức Di Đà, Đức Bổn Sư Diễn Biết ngồi giữa chứ gì, dạ, dạ. Là đức trung tôn đi, dạ. Thì lúc nào cũng bên tay trái là Đức Bồ Tát Quan Âm. Ồ, con dạ, là con thờ Địa Tạng bên này, mẹ Quan Âm bên này, bậc từ nào giờ đây là ngoài cửa nhà con nhìn vô. Không dạ, phải là, dạ là Địa Tạng bên trái. Ừ. Không phải tôi ngồi đi, không phải tôi bàn bậy cho nghe, dạ. Nói theo cái pháp nó đúng, nói có cái lý mới nói, dạ. Tại sao Đức Bồ Tát Âm dầu là đi liền với Đức Di Đà hay là Đức Thế Tôn Thích Ca đều là ở bên tay trái hết, là tại sao
vì cái lòng đại bi nằm ở trong tim, nằm nơi cái tâm mình. Cho nên vì vậy mà lúc nào cũng phải Bồ Tát ngồi bên tay trái của Đức Trung Tôn á, là Đức giữa đó. Cái này là con chụp ngay ngay cái cửa nhà của con. Rồi. Đó là chụp ra bên phải đó, bên phải rồi. Đó là bên này là mà ra cửa đi vô là bên bên này tay phải. Bên này là ngày mai ngày rằm thôi, xin thỉnh ngược lại đi. Chứ còn còn tùy giờ không sao, chứ mà điều cái là cho nó trúng vậy đó. Nhưng mà học ngồi với thầy Lan sao đâu, đâu nghe nói gì được. Cái này là không, cái này không không phải là tôi bày vẽ, không phải là không phải là đây là từ xưa cho tới ngày nay, chắc cái thầy không có để ý nữa, quý thầy cũng không nói luôn nữa, con đâu biết gì đó. Nhiều khi chắc thôi quý thầy tưởng nó Phật tử vậy. Không, tôi phân tích được cái gì rõ không? Dạ. Dầu là Đức Bổn Sư Thích Ca hay là Đức Từ Phụ Di Đà đó, thì nếu như có một nếu như có Bồ Tát Quan Âm thì luôn luôn Bồ Tát Quan Âm ở bên tay trái, trái tim á, nói là bên trái tim đi, trái tim thì có tay phải mà cứ nhìn vô mà ngài mà nhìn không thấy nhìn nào ngài, ngồi bên tay trái của Đức Trung Tôn á là Đức Kính Giữa đó. Dạ. Dầu rằng Phật Phật Đa Bảo quá hay là Địa Tạng bên tay trái, Địa Tạng bên bên trái, Quan Âm bên phải. Để thì đổi lại, mai thỉnh lại chút xíu. Không phải là sai, họ sai đúng gì, nhưng mà là tại sao? Tại cái lòng đại bi luôn lúc nào nó đặt ở ngay cái trái tim. Ý nói vậy biết không? Mà Đức Bồ Tát Âm là biểu trưng cho cái là đại bi, đại từ bi. Tôi nói vậy hiểu không? Chứ không phải là tôi ý kiến theo cái kiểu của tôi, không có nghe. Đây là con hiểu. Đúng rồi đó, nếu mà mình thờ thì nó trái tim là từ bi. Và từ bi là trái tim biểu trưng cho Bồ Tát Quan Âm. Đâu phải tim bên phải đâu. Trái tim bên trái. Tim thì đâu bao giờ mọc bên phải đâu, mọc bên trái. Vậy để ngày mai rằm á. Nó thà không thấy thì thôi. Rồi từ đó tôi có tận tôi nói vậy là cái gì, nếu mà ai chấp rồi buồn đấy, hồi xưa giờ thà tôi với thầy xem vô cũng có tận cũng nhiều chuyện. Không sao thầy, con tụi con hiểu, con không có, con không chấp mấy đó rồi. Bởi vì nó là như vậy đó, uống nước đi. Dạ. Bởi vì đó là nó trúng chứ không phải là tôi ý kiến sai trạc gì. Còn nếu nói về cái hình tướng là có gì sai trúng đâu. Dạ. Nhưng mà bây giờ lỡ là mình được mình thờ thì cái nó phải nó rõ ràng. Dạ. Bởi vì á, tại sao cái gì thờ vậy thì ví dụ như quan niệm vậy cũng trúng. Quan niệm thường thường á, thiện nam á thì hai đứng bên tay phải để mà đánh chuông. Dạ. Còn nữ tay trái đánh mỏ. Dạ. Thì tay trái là tay trái của ông hoài nhìn vô á, đúng không? Thường thường cái nam thì chuông, nữ mỏ. Thường thường vậy đó. Đó, cái thành ra cho nên cái nhiều thầy con của con là tối nè, nó có mời cụm chú đi bây giờ nè. Rồi hai anh em quá hai anh em là tối chú rồi đạt được chú đi đó. Đó mà nó không có quay lén thôi, con quan chúng nó không cho con quay, nó nói nó tụng kinh mà quay phim là không được thanh tịnh. là kiểu con rình để con quay một chút xíu vậy thôi đó thầy, chứ nó không cho. Vì gian quá thì tốt quá rồi. Trời, quân tập nó như vậy là lâu luôn á thầy. Quân tập vào chủng tử giờ là tốt lắm. Để nó lớn lên nó còn. Mà tụi con đi đâu đây chứ, ở nhà là tấu là hàng này. Ai nấu cơm đang? Tự nấu được hết. Ủa vậy rồi về kìa, cha mẹ về các cơm ăn luôn. Dạ. Khi con tụi con nó ăn, nó muốn gì nó ăn ở đó. Là nó muốn ăn cái gì nó nấu. À, má nấu bữa sáng rồi chiều ăn. Vậy đó, nhưng hồi nãy tụi con về là hai anh em ăn rồi. Trời ơi, thiệt các quý vị vậy là có phước dữ lắm. Tụi con không có lo gì hết. Quần áo con ở nhà là nó dẹp dọn, nó giặt cho con. Trời, chứ ở Mỹ mà nó nói không nghe là gì đó. Dạ, dạ. Đó. Mà giỏi lắm, quần áo tụi con là đi tội nghiệp lắm, ở nhà giặt đồ. Trời ơi, có nhiều Phật tử điện thầy. Họ khóc tới khóc luôn, biết bao nhiêu gì con. Đây là niệm A Di Đà Phật, đứng lên đứng xuống là niệm A Di Đà Phật. Tụng ba biến chủ đều bi xong rồi lại A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Con chỉ cho nó một lần vậy thầy, là nó biết mà nó phải lại Phật vậy đó. Tại vì
thật ra thầy giảng á, thầy bác á, là tại vì ý tôi bác cái mê tín thôi. Dạ. Chứ còn vô lượng pháp nghĩa pháp môn tu, vì pháp môn nào mà lúc đó cái tâm mình nó tịnh là đều là thanh, đều là pháp hết á. Còn mà thí dụ tôi bài bác bằng tâm hay tôi bài bác tịnh độ là tôi bài bác cái mê tín, hiểu không? Nghe cho kỹ chứ tôi cũng niệm Phật chứ đâu phải tôi không niệm đâu, tôi cũng thiền hành, cũng kinh hành vậy. Nhưng mà pháp môn nào đi chăng nữa cũng hướng về nội tâm mình thì nó là chánh pháp. Còn nếu pháp môn nào mà mình hướng về cái bên ngoài thì gọi là tà pháp mà thôi. Bởi vì Đức Thích Tôn ngày xưa ngày tu bằng cái nội lực mà. Rồi không, ráng giữ cái uống cho hết bình trà đi, không có cầm đâu. Tôi cũng không có, bởi vì rồi cái tôi phải vô tôi lại Phật sám hối nữa, nay 14. Nói chứ cũng giữ cái nghi đó. Rồi nó xa phía vậy cũng tụng với Bồ Tát. Lúc này con thấy thầy như khỏe á. Hả? Lúc này con nhìn thấy thầy giống khỏe. Có hồi. Nhưng mà tự nhiên ngày hôm qua á, tự nhiên chuyện qua mưa xong nó buồn, thì nó buồn quá trời buồn. Nó buồn mà không biết tâm sự với ai. Tại vì thí dụ như ngày xưa còn bà này bà kia 8. Còn giờ không còn. Ý là con nói khỏe là thầy không. Lúc này thầy gương mặt của thầy á, nó không giống như hồi xưa nữa. Tôi chờ lỡ là tôi cho nó đen thoải mái luôn. Nó nghĩa là nó khỏe mà nhìn thầy lúc này nó khác cái tuần mạng của thầy, nó chỉ an lạc cho thầy, thật sự an lạc hơn. Thứ nhất là thầy không có lo về tài chánh. Là tới giờ cứ mình biết đủ. Ví dụ như Phật tử nào thương cho nhiều thì giống như thí dụ là sáng tôi nói tôi đi chợ khoảng chừng trên dưới 100 thì tôi mua, tại vì sáng bác đang bỏ đó, ông đi bộ giao hàng. Tôi mới đi chợ lâu, tôi mới live stream vậy. Cái tính là mua, cái thấy gì cũng muốn mua nhưng mà không được. Còn coi hết luôn á. Mình phải liệu lấy mình. Thí dụ khi nào có tiền thoải mái chút thì mình ăn ngon. Còn không có thì mình ăn đơn giản vậy thôi chứ đừng mà, có. Thầy cứ nghĩ đi. Thầy nghĩ xả cái gì con thấy thì đồng mấy nó đâu có đắt đâu. Thầy ở Mỹ mà đi chi thơm nó có xả thì nó có. Ý là con nói là hài quế gì đó thầy nói đét thì con thấy được mình đó, chứ đó, thiệt chứ tụi con đi chợ là con lượm mẹ thích ăn trời không quý vị thì làm ra tiền quý vị ấy, còn thầy thì xài tiền Phật tử. Thật ra thầy cũng nói thật, vợ chồng quý vị hồi xưa tôi cũng xài phung phí lắm. Cái từ khi đi làm biết cái cực khổ rồi bị mang tai mang tiếng rồi vậy, các đầu tự nhiên nó bao nhiêu cái tôi suy nghĩ lại, thôi mình bây giờ không có phung phí như hồi xưa nữa. Hồi xưa là tôi xài phung phí lắm á, cái rồi bây giờ mình nghĩ mình đệ tử Phật rồi. Cho nên bây giờ mình phải đã nói là bằng đạo mà. Bằng về vật chất chứ bắt đầu mình, khi con người á không ai dạy ai được đâu. Mà tự động tới giai đoạn nào nó ý thức à. Giống như cái lần cái sông quý vị thấy không, ở trong ao hồ, trong các cái nguồn nước chảy ở trong á thì nó chảy coi mạnh mẽ lắm. Nhưng mà nó ra tới gần biển, cái gì ra gần biển nó im lơ. Mà càng sông sâu thì nó càng yên lặng. Thành ra tu hành cũng vậy nữa. Giờ tôi nghĩ cái hôm qua tự nhiên nó buồn quá trời buồn, nghe tự nhiên sách trời mưa buồn mình thấy thương nhiều việc lắm. Thấy thương cho cái người sai lầm mình cũng thương. Mà người không biết đạo mình cũng thương. Đó là mình khởi cái lòng từ bi đó không thầy. Mình rồi cái mình thương cho mình nữa. Thương cho mình sao trời bao nhiêu kiếp tử sanh rồi. Rồi bây giờ nói vậy thôi chứ các vị ơi. Mình nói không sợ chết, nói anh hùng thôi chứ mình. Các vị nghĩ coi bây giờ tuổi huynh đệ mình nè. Thầy trò nè. Nói chứ thiệt á. Nói như tôi nói đổ bữa nay là tuần này là tôi mới thì kéo rác là không có thùng xanh nha. Là mới thì từng rồi thùng xanh. Tuần sau thùng xanh tới nữa nè. Thời gian mà vô thùng. Một tháng vậy mà nó lẹ. Tháng hai lần thùng, hai lần thùng xanh. Monday xanh nó làm liên tục. Rồi hỏi coi bây giờ á, tuổi trẻ ham Tết chứ bây giờ tôi với các chị ham Tết đâu. Minh Thận nó nói em sao mà bill về lại thì cũng một tháng 30 ngày mà tại vì mình cứ quơ lại là một ngày cái này. Nhưng mà vậy bây giờ ngày nó tới vậy là nó báo hiệu mình chết nó gần kề. Mỗi ngày nó mất một ngày. Gọi là tôi ấy trong tổ nói là Quan Âm khả tích sát na bất trắc á, là mỗi lần nhìn cái bóng chiều nè, Quan Âm là bóng quan này có rê nghe chứ không phải Quan Âm này. Quan Âm là nhìn cái bóng chiều á rồi mới thấy mình sát na mình, mỗi ngày nó ngắn lại. Nó mau như vậy đó, cho nên
Tổ nói câu á, nhiên tắc nhất kỳ sanh lạc, bất tri lạc thị khổ nhân, nẵng kiếp tẩn trần dị thường phản tỉnh, thời quan hiểm một tế nguyệt tha đà, thọ dụng ân phồn phí lợi nồng hậu. Có nghĩa là nguyên tắc nhất kỳ. Không, tôi nói thì nghĩa chứ tôi không ai được. Thầy nói xong rồi cái con hến hết nguyên tắc nhất kỳ sanh lạc, nguyên tắc là thế thì, nhất kỳ là một thở, sanh lạc là đua vui, vui chạy theo đời á. Nguyên tắc nhất kỳ sanh lạc, bất tri lạc thị khổ nhân. À, là thế thì một thở đua vui, nào hay biết vui là cái nhân của khổ. Nẵng kiếp tẩn trần, nhiều kiếp mình theo đời. Anh chàng này nói là thích học nho đó, giờ theo nẵng kiếp, nẵng kiếp tẩn trần, vị thường phản tỉnh. Tại sao mình không tỉnh thức đi? Dành lại tỉnh thức lại coi, giờ cuộc đời ngay đời này thôi nè các vị, nghĩ coi bây giờ các vị thấy mấy mươi năm như nãy cô nói 21 năm ở Mỹ, đổi thay biết bao nhiêu. Chưa kể cả mấy mươi năm ở Việt Nam nữa. Rồi nhìn kỹ bây giờ cô đâu còn gái nữa đâu. Rồi bây giờ làm mẹ rồi, rồi bây giờ chuẩn bị mấy đứa này sắp sửa nó có con, nó có gia đình rồi làm bà bây giờ. Rồi thời gian quá trời lại. Các vị nhớ thấy không? Mình không có còn, mà hãy mà làm mẹ làm bà rồi sắp sửa tôi làm đó. Rồi đó là làm cố là rồi đó. Mỹ con mới có 20 tuổi à, bây giờ 21 tuổi bây giờ. Mà bây giờ mình không lo tịnh tâm mình tu, mà để cho tới lúc nào tôi có già. Cho nên giờ phải ráng. Nhưng mà thật sự á, đúng ra thì Thượng Tọa Giác Hoa nói nhiều câu cũng hay đó nghe. Đúng là cái gì cái người ta nói hồi đó sợ chi Đức Phật thành Phật được là tại vì Ma Dương nó ngủ quên. Tôi nhớ câu nói cái nào hay tôi vẫn học à. Thành ra mình nói mình tu là ma nó hiện nó quậy, nó không phải dễ tu đâu. Thấy không, ví dụ cái gì tới đây thầy chỉ phiên lo tu, phiên vợ chồng hạnh phúc, phiên dạy dỗ con cháu, phiên ăn hiền làm lành. Chứ thầy đâu phiên các vị đi chửi lộn hay đi bỏ chùa bỏ thầy đâu, thấy không? Nhưng mà vẫn có người họ bắt đầu họ dòm ngó, họ soi mói. Là thật sự lúc cái đó gọi là phiền não ma. Vì nó bốn thứ ma nè, tử ma nè, phiền não ma nè, thiên ma nè, ngũ gốc ma nè. Ma chết thì thôi mình bỏ qua bên đi. Bây giờ phiền não ma đó, cái bao phiền não đó. Nó luôn lúc nào nó cũng tham sân si mạng nghi, mà nó đục, nó sọt tới cái đục, cái cục mà tự ái của mình á, là mình chết. Là mình tự cụng đầu với nhau. Rồi cái thiên ma là cái ma vật chất á. Nó lôi cái nó cám dỗ, rồi ngũ gốc ma là năm thứ trong cái thân này nè. Coi chứ nó năm con ma trong vừa sắc thọ tưởng hành thức á, ngũ gốc ma đó. Đó nó che, nó che đậy thọ sắc không nói rồi mà các, nhưng mà cái thọ cảm thọ. Ví dụ bây giờ các vị cảo thọ, các vị đem lên bàn cân như thế, cái người nào nói chuyện nó đem cho mình có giá trị hơn hay nha. Rồi tưởng bắt đầu mình suy nghĩ tưởng tượng à tại sao vậy, rồi hành thức bắt đầu nó đủ thứ việc. Một con ma đó, trời ơi, nó ngăn che, chữ ấm là ngăn che đó. Còn từ cái ngăn che nó mới lên ngũ quẩn, cái chữ quẩn là học tố. Và bây giờ trước mắt nó che cái đó. Nó che lại cái lưu mờ, cái chân tánh của mình đó. Cái thức nó phải là chân tánh. Và cái chân tánh nó, đối với không gian, đối với thời gian đó, nó không có cái cự ly. Cái thân nó có cần cái phải không gian, nhưng mà cái tâm á, cái chân tánh nó không có khỏi không gian nha. Bởi vì không, nó ở đâu nó cũng biến hiện được cái trên, cho nên các vị tìm không ra cái tâm, thấy không? Còn cái thân á thì bây giờ các vị tới đây thì tôi mới biết các vị tới đây. Nhưng mà cái tâm á, có nhiều khi các vị đang ở đâu mà hồi tới đây thì các vị tới rồi mình đâu có hay đâu. Rồi chưa tới nghĩ bây giờ tới đây giờ này chắc thầy tưới rau, hay giờ này thầy mặc áo thun, thầy làm cỏ, hay giờ này thầy ăn cơm, bắt đầu nó phúng không luôn, không gì hết. Rồi thôi vậy về đi, rồi cơm nước. Rồi lâu lâu cứ tới sau, mong Phật rồi.